Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một số thông tin rất là quan trọng Đến từ một dự án hiện tại đang làm mưa làm gió Ở trên mạng lưới của Polygon Đó là dự án NFT Có tên là Lens Protocol nhé các bạn Ở đây thì các bạn cũng có thể thấy là giá trị cái NFT này dao động từ 160 cho đến 170 USDC cho một cái NFT Và tại vì sao mà giá trị của nó được đẩy lên cao như vậy Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé À, trước đây thì chúng ta đã làm rất là nhiều các cái dự án uh, aerop về cái kèo lens protocol này rồi và mình cũng đã nhấn mạnh rằng đây sẽ là một trong những kèo hot nhất của năm nhá và hiện tại thì đúng là nó đang cực kỳ hot thật đấy các bạn nhá đấy. Đấy, chúng ta đã làm khá là nhiều về cái cái kèo cái 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 cái, cái chương trình lens protocol này rồi cái lúc bắt đầu chúng ta làm whitelist để có thể nhận được NFT và lúc claim. Đấy, và hiện tại thì đến bây giờ các bạn có thể thấy là giá trị của nó đang tăng trưởng cực kỳ mạnh nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái dự án Lens Protocol này là gì. Đây là một giao thức, là một sản phẩm về mạng xã hội, social network dựa trên công nghệ blockchain nhé. Và điều đáng chú ý là nhà sáng lập của Lens Protocol là Stani này, là người sáng lập của AVE một trong những mạng lưới lang đinh hàng đầu ở trên Ethereum nhé và nó sẽ cung cấp giao thức giải pháp thành lập mạng xã hội này phục vụ giữa uh, phục vụ cho việc liên kết giữa các người sáng tạo nội dung tới cộng đồng của họ này đấy và nó sẽ khắc phục các cái nhược điểm của mạng xã hội 2.0 đó là toàn bộ các hồ sơ dữ liệu kết nối được lưu trữ một cách tập trung không thuộc quyền sở hữu của người dùng mà thuộc quyền sở hữu của điều hành công ty. Thì đây là những cái nhược điểm của web 2.0 và cái mạng lưới của Lens Protocol này là uh, nó sẽ đổi mới và nó sẽ khắc phục được cái nhược những cái nhược điểm này và tất cả đều là phi tập trung hết và uh, người sử sử dụng cũng như là những người sáng tạo nội dung sẽ có quyền quyết định tất cả nhá chứ không phải là bên thứ ba, các cái công ty điều hành. Để các bạn nhé và để có thể uh, hoạt động cái Lens Protocol này thì bắt buộc chúng ta phải có một cái NFT đấy thì đấy, đấy là cái điều uh, mà đẩy cái giá NFT của cái uh, dự án Lens Protocol này lên cao bắt buộc chúng ta sẽ phải có sở hữu một cái NFT này thì bắt buộc thì chúng ta mới có thể đăng nhập vào đây 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 là, là trang web của nó nhá Lens xyz này thì các bạn có thể đăng bài và tương tác giống như trên mạng xã hội Twitter các bạn này các bạn sẽ like này các bạn sẽ nhận được phần thưởng từ cái bài viết của các bạn này đấy thì các bạn nhấn vào login này ở đây thì mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn nhé mình đang có một cái nft rồi đấy mình sẽ login vào cho các bạn xem này đấy các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái phần là sign in with land này đấy thì chúng ta sẽ phải uh, tương tác với ví metamask sở hữu cái uh, nft lens protocol đấy thì chúng ta mới có thể đăng nhập vào được đấy ok thì các bạn sẽ thấy là đây chính là cái giao diện của cái À, mạng xã hội lens protocol thì nó cũng giống như các cái mạng xã hội như là twitter hay là facebook thôi nó có nút uh, follow này rồi nó có nút uh, like này nó có nút chia sẻ này rồi có thể các bạn có thể bình luận ở trong cái bài viết của của những cái người sáng tạo nội dung đây là một trong những cái cơ chế rất là hay đấy thì ngoài ra thì các bạn có thể uh, cờ lên được cái phần thưởng ở đây đấy chung là nó rất là ok nhá Đấy, mạng xã hội này mình đánh giá rất là cao bởi vì uh, nó là một cái sản phẩm cải tiến. Nó là một cái sản phẩm uh, đặc trưng cho Web3 đấy các bạn ạ. À. Nó là phi tập trung và không chịu tác động bởi bên thứ ba. Đấy. Ok. Thì uh, tại vì sao mà giá trị của cái đồng Lens Protocol gần đây nó tăng trưởng rất là mạnh từ mấy chục đô mà bây giờ nó tăng gần 200 đô rồi. Thì uh, một cái thông tin mới mà mình tìm hiểu ở trên Twitter thì các bạn sẽ thấy là có một vài dòng tweet uh, cho rằng cái token của cái dự án Land Protocol này đã được confirm bởi uh, coi bay tức là đã được xác nhận bởi coi bay thì hiện tại thì cho đến thời điểm hiện tại nhá thì cái token của cái dự án Land Protocol này vẫn chưa có. Đấy, cái token phát hành token ấy. Đấy. Để bởi vì đây là một cái mạng xã hội thì chắc chắn là nó sẽ phải có một cái token để uh, trao quyền kiếm tiền từ mạng xã hội cho người dùng. Vì vậy thì chắc chắn là nó sẽ phải có một cái kế hoạch ra mắt token trong thời gian sắp tới và ở trên Twitter thì có rất là nhiều cái bài viết uh, cho rằng uh, Coinbase đã confirm rằng sẽ list cái token của Lens Protocol này và nó sẽ có một cái đợt airdrop giống như trước đây chúng ta đã từng thấy như là Optimist đã airdrop cho người dùng thì chắc chắn là cái mạng lưới này cũng sẽ airdrop dành cho người dùng sở hữu cái NFT của cái mạng lưới của cái dự án Lens Protocol này. Đấy, thì chắc chắn là một cái dự án tiềm năng như thế này thì cái giá trị airdrop của nó cũng sẽ rất là ổn áp nha các bạn. Đấy. Thì đấy là những cái thông tin mà mình muốn gửi đến cho các bạn đến từ cái dự án Lens Protocol này. Tại vì sao mà chúng ta đánh giá đây là một dự án rất là tiềm năng và giá trị NFT của nó hiện tại thì vẫn đang tăng trưởng một cách chóng mặt. Đấy và nó khuấy đảo luôn cả một cái một cái hệ sinh thái của mạng lưới Polygon đấy, nó tăng trưởng rất là nhanh đấy, kéo theo cái, cái phí gas cũng như là cái giá trị của đồng Matic đang tăng trưởng rất là mạnh đấy thì hy vọng là đây là một cái sản phẩm sản phẩm nó sẽ mang lại thiết thực nó sẽ thực sự là một cái mạng lưới mạng xã hội và nó sẽ khắc phục được hết tất cả những cái nhược điểm của cái uh, web 2.0 và nó sẽ là một cái sản phẩm ở web 3.0 mang lại thật nhiều giá trị cho người dùng và cái giá trị mà NFT của chúng ta đang sở hữu thì à, nó sẽ tăng trưởng ngày càng mạnh nhé Ngoài ra ấy, mình khuyên các bạn nhé Nếu như các bạn đã sở hữu cái NFT ở trên cái cái hệ sinh thái này ấy, thì các bạn nên à, thường xuyên post bài ở đây thì nó post bài rất là đơn giản thôi cái logo này chúng ta có thể hoàn toàn post bài để có thể tương tác ở trên cái mạng xã hội này một cách rất là đơn giản thôi các bạn sẽ thấy là chúng ta tương tác rất là dễ. Đấy, các bạn có thể uh, follow chéo này hoặc là like những cái bài viết nó có giá trị này. Đấy. Follow me yeah. nha. hạn back. Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta à, tương tác ở trên cái mạng xã hội này nhá. đấy những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video để mình giải đáp giúp cho các bạn nhé à, như vậy là mình đã vừa gửi đến cho các bạn thông tin à, cơ bản về cái à, dự án land protocol và cái nft của nó nhé chúc cho các bạn may mắn kiếm được thật nhiều coi và kiếm được thật nhiều tiền những cái gì thắc mắc không hiểu thì anh em có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại